Tôi là MC có tuổi không có tên, hiện đang cư trú tại đài truyền hình Queen Palace Đà Nẵng. Chiến dịch Queen Smile được khởi động từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022. Như thường lệ, cứ mỗi khi chiến dịch thi đua tại Queen 3 diễn ra thì luôn có những màn đấu đá, chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ lại xảy ra, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Để biết được đội nào sẽ cãi vã thắng thua, những tấm ảnh nào sẽ đạt giải lần này. Thân mời 500 anh em Queen 3 tập trung tại phòng mini 3 tại tầng 7 vào lúc 18 giờ 30 phút tối mai thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022 nhé.